Thưa quý quan khách và bạn hữu gần xa, ngày hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng đối với tôi. Trước hết, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Chính nhờ vào sự giúp đỡ nhiệt tình của quý vị mà công việc làm ăn của gia đình tôi được thành công và thuận lợi trong suốt thời gian qua. Kể đến là tôi muốn giới thiệu với tất cả quý vị một người rất là đặc biệt sẽ gắn bó cùng tôi suốt quãng đời còn lại. Đó chính là vợ chưa cưới của tôi, Ngọc Điệp, bà chủ tương lai của gia đình này. Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Hy vọng khi nhận được thiệp hồng, mọi người sẽ dành chút thời gian đến chung vui với vợ chồng chúng tôi. Nào, chúng ta cùng cạn ly. Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Dạ. Cảm ơn hai người trong thời gian qua đã tận tình chăm sóc cho tôi. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Cô Ngọc Điệp nhớ giữ gìn sức khỏe. Chúc cô lên đường bình an. Tôi sẽ sớm gặp lại mọi người thôi. Cũng vài tháng nữa là tới đám cưới rồi. Lúc đó chắc vì mọi người lo lắng một phen nữa. Được cô tin tưởng đúng là phúc lớn với gia nhân như chúng tôi. Chúng tôi nguyện sẽ cố gắng hết sức. À, tôi có một món quà muốn tặng cho cô. Cây son này nhất định cô phải nhận đó. Cô cầm đi. Đây là màu son mà tôi thích nhất. Cô hãy dùng khi cùng anh Phúc đi gặp gỡ khách hàng. Tôi tin chắc rằng mọi chuyện buôn bán sẽ trót lọt. Thật ra thì tôi không hay dùng son, nhưng mà cô đã nói vậy, tôi xin giữ cây son này. Cảm ơn cô. Thôi được rồi, còn gặp lại mà em. Đi nhanh kẻo trễ chuyến bay. Vậy thôi, tôi đi đây. Chào hai người. Dạ, chào cô.